đây anh em buổi chiều đó, ở đây Sa Mộng có ngoài Bình Phước cả nhà đi ăn. Kiếm gì ăn đây, đói rồi, chiều rồi, 5 giờ chiều rồi cả nhà, 6 giờ luôn nha. Đây, cháo vịt. Cháo vịt Long An kia, điện mẹ mua.
bóp có một cù à. Đăng Bình Phước cả nhà. Đó. Ở vườn tiệm vàng. Chào cả nhà nha, hai anh em mình đi tiếp lại bốc hàng chạy xe về với cây lạy nha cả nhà. Nhiều ăn nhiều, chỉ có mấy miếng à, sa cánh với loại giò à, xương thôi. Bây quán này hơi vắng khách, không có đông.